bổ sung trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Điểm mới Nghị định 91 năm 2022, Nghị định Chính phủ ngày 30 tháng 10 năm 2022 có gì hot? Bổ sung trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Khoản 2 điều 1 Nghị định 91 năm 2022, Nghị định Chính phủ, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, người nộp thuế chỉ hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế. Thứ hai, cá nhân có thu nhập nhận thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm B khoản 2 điều 79 luật quản lý thuế, trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, chuyển nhượng bất động sản. Thứ ba, doanh nghiệp chế xuất chỉ hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Thứ tư, người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo quy định tại điều 4 Nghị định 126 năm 2020 Nghị định Chính phủ. Thứ năm, người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 điều 44 luật quản lý thuế. Thứ sáu, người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập quy định mới bổ sung.